Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tới tới tới, chúng ta đánh tiếp. Đừng để những tên chó của Chính Dương Tông và Hằng Nhạc nhìn ra chúng ta làm trò. Bỏ đi. Vẫn là để ta đi. Ơi, cô ả đẹp như này, giết thì đáng tiếc quá, không bằng mang về làm vợ. Đồ khốn, ngươi cút ra xa. Đúng đúng, đánh ta đi. Mau tới đây đánh ta nè. Đánh hắn. Vẫn là giở trò lưu manh có tác dụng. Mau mau mau, đừng hòng cuồng vọng, viện quân tới rồi. Mẹ kiếp, tới nhanh như vậy làm gì, toàn phá game thôi. Đường đường là điện chủ của một điện, ngay cả mấy trưởng lão cũng không xử lý được, Hằng Nhạc các ngươi không được. Ơi, ngươi được thì ngươi lên đi. Đồ, cô ả này nhìn rất ổn áp, hôm nay lão tử có diễm phúc rồi. Có hiểu trước sau không vậy? Cô ả này ta nhìn trúng trước được hay không hả? Dâm tặc. Đi chết cho ta. Ơi, ghê gớm đấy, ra ra thích. Tiểu nương tử. Đại gia thương người. Dụ hắn tới chỗ hẻo lánh. Ôi đù. Tiểu nương tử đừng chạy, đại gia tới đây. Ây à. Ngươi qua đây cho ta. Ra rất lâu rồi, không thử ả đánh đá rồi. Mặt nạ quỷ mình, trên trán có thủ chữ thù. Ngươi là sát thần Tần Vũ. Ơi, ngươi nhỏ tiếng một chút, chuyện còn chưa xong đâu, ngươi đừng nói linh tinh. Hắn là Tần Vũ vậy ngươi, ta mới là Tần Vũ. Đây là đạo thân của ta. Hơm, thiên hạ chỉ có tam tông các ngươi hay sao? Bản thân ta một phe không được hay sao? Ồ, gay rồi. Ayo, cô chạy trở về không phải chính là đánh đánh thôi hay sao? Còn có tác dụng quái gì? Ý của ngươi là để những người này không đến công kích nữa, đương nhiên là tìm một người nói cho bọn họ truyền tống trận đã hỏng. Hay cho một kế rút củi đáy nồi. Ơi, cút ra, đi chết đi. Tiểu nương tử xem ngươi chạy đi đâu. Dâm tặc. Lão lương nhất định là sẽ xé xác của ngươi thành vạn mảnh. Sư muội, ta tới giúp muội. Chỉ dựa vào ngươi. Ta đi phá hỏng truyền tống trận hư không trước. À đó, ngươi đừng động cho ta. Ngươi cút mẹ nhà ngươi đi. Truyền tống trận thuộc về ngươi. Cô ả này thuộc về ta. Bỉ ổi vô sỉ. Ngươi chống trước đi. Chuyện đàn bà dễ thương lượng. Cần ngươi nói à, cút trở lại cho ta. Ta liều với ngươi.
truyền tống trận đã hủy, các ngươi đợi vạn kiếp bất phục đi. Châu bò, giết, giết. Ôi đù mẹ, đây là biểu cảm gì vậy? Đương nhiên là tức giận rồi. Giết hắn, chết cũng phải kéo hắn làm đệm lưng. Thanh Vân Tông bất tử, giết, giết, giết. Ngươi ở đây để ý một lát, ta rút trước đây. Ơi đù mẹ nhà ngươi, thương hình đồ khốn. Tên khốn này diễn khá giống. Truyền tống trận hư không đã bị hủy. Tiêu diệt Thanh Vân, tiêu diệt Thanh Vân. Hôm nay cho ngươi có đi không về. Giết, giết. Hừm, nói phét không biết ngượng mồm, giết. Tiêu diệt Thanh Vân, giết, giết, giết. Quân thất bại, còn không đầu hàng hay sao? Mẹ kiếp, tên này thật sự là lừa đánh mà. Các ngươi đều phải chết. Sư tôn, não tổ, Thánh Vân não tổ. Đại trận hư không, không có bị hủy. Mẹ kiếp cho các ngươi tới. Cũng đừng tới một kẻ mạnh như vậy này chứ.